Những tấm hình hiếm về thời trực thăng Mi-817 của Việt Nam bay, vận tải du lịch. Sau khi chiến tranh kết thúc, các trực thăng Mi-817 của Việt Nam từng được tổ chức nhiều chuyến lên Sapa hay ra Hạ Long để đón khách du lịch, tham gia tìm kiếm cứu nạn. Vào đầu giai đoạn mở cửa những năm 90, du lịch ở Việt Nam dần phát triển, rất nhiều khách du lịch nước ngoài tìm đến đất nước ta để chinh phục những mảnh đất chưa từng có bất cứ một du khách nước ngoài nào từng đặt chân tới. Thám hiểm rừng núi nhiệt đới khắc nghiệt ở Việt Nam không thể tránh khỏi tai nạn. Những trực thăng Mi-817 của công ty bay dịch vụ Việt Nam từng thực hiện nhiều chuyến bay trong điều kiện thời tiết khó khăn để đưa những vị khách du lịch không may mắn vào bệnh viện tuyến trên để cứu chữa kịp thời. Cho tới nay, Mi-817 là một trong những loại trực thăng chủ lực của Không quân Nhân dân Việt Nam. Loại trực thăng này được chúng ta khai thác rất tốt. Thậm chí, Việt Nam còn có khả năng tự bảo dưỡng, bảo trì, đại tu lớn trực thăng đa dụng Mi-817 dựa trên sự chuyển giao công nghệ của Nga. Ra đời từ năm 1960 của thế kỷ trước, Mi-817 còn có biệt danh được NATO đặt cho là HIP. Đây là loại trực thăng lớn với hai động cơ, có thiết kế đơn giản nhưng hiệu suất bay rất cao. So với những loại trực thăng hiện đại ngày nay, Mi-817 không có hệ thống bay điện tử phức tạp, cũng không có những hệ thống an toàn bay hiện đại, trừ trên những phiên bản mới. Mặc dù vậy, hiệu suất bay, khả năng bảo trì đơn giản của nó vẫn khiến Mi-817 được nhiều quốc gia sử dụng. Một trực thăng Mi-8 yêu cầu kíp lái 3 người, trong đó bao gồm 2 lái chính, phụ và 1 kỹ sư bay. Máy bay có sức chứa 24 người hoặc 12 cáng cứu thương khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ. Khi bay vận tải, Mi-817 có khả năng mang theo tối đa 3 tấn hàng hóa ở các giá treo bên ngoài máy bay hoặc bên trong khoang bụng của nó. Máy bay có trọng lượng cất cánh tối đa 12 tấn, sử dụng 2 động cơ Kalimov với công suất mỗi chiếc gần 2.000 mã lực, sức chứa nhiên liệu tổng cộng 3.700 lít. Mi-817 có tốc độ bay không cao, chỉ 260 km/h, tầm bay tối đa khi bay rỗng không tải trọng khoảng 960 km. Nghĩa là nếu bay vận tải hoặc bay dịch vụ giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cần nghỉ giữa đường để nạp lại nhiên liệu. Với những phiên bản quân sự được trang bị vũ khí, Mi-817 có khả năng mang theo tối đa tới 1,5 tấn vũ khí các loại dưới 6 giá treo. Các loại vũ khí Mi-817 có thể mang theo bao gồm pháo phản lực S-5, bốt pháo UPK-23, 250 hoặc thậm chí tên lửa chống tăng, bom. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.